Anh nông dân lười biếng. Mới chợp mắt có tí mà mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi. Đói quá, phải đi kiếm miếng gì bỏ bụng thôi. Anh kia đi kiếm việc làm thuê hả? Ruộng lúa nhà ta đang thiếu người gặt. Có muốn nhận việc không? Ta trả cho 5 đồng công. Ôi trời, tôi đang đói lả ra đây, tay chân bủn rủn, giờ mà đi làm thuê cho nhà ông có mà ngất lả ra đấy. Không làm thì lấy đâu ra cái mà ăn? Làm gì thì làm, chứ bảo mình đi gặt lúa thuê cho lão phú ông hách dịch kia có mà. Thà mình chịu đói còn hơn, è lưng ra làm thuê cho lão, trả được 5 đồng. Chào anh hai, chị hai. Chú Năm đó à, chú đi đâu thế? Nhà em túng quá, từ qua đến giờ không có gì bỏ vào bụng. Em đói sắp ngất rồi. Sao cái thân tôi lại khổ thế này cơ chứ? Trời ơi là trời. Thế chú dạo này làm gì rồi? Việc khó thì em làm không được, còn mấy việc nặng nhọc quá thì em làm gì có sức mà làm. Cái số của em đúng là hẩm hiu, cái gì đen đuổi đổ hết lên đầu em. Em chán lắm rồi anh chị ạ. À, vào đây, tiện thể nhà anh cũng chuẩn bị ăn trưa. Vào đây ngồi với anh, mình xuống nhà dọn mâm lên nhé. Chú Năm à, chú cũng lo kiếm đường mà làm ăn đi. Cứ lông bông mãi như thế này không được, cũng phải lo làm lụng, dành dụm mà lấy vợ nữa chứ. Em cũng muốn thế lắm chứ, nhưng anh xem, cái số em nó thế, muốn làm ăn tử tế cũng không có vốn. Chứ em mà có vốn trong tay á, thì chắc chắn em sẽ giàu lên nhanh chóng thôi. À, hay là anh chị có điều kiện thì giúp em, cho em vay một số tiền vốn làm ăn. Sau này khấm khá, em sẽ trả cả vốn lẫn lời. Tiền bạc á, thì anh chị cũng không có dư giả gì. Nhưng mà được rồi, anh chị sẽ cho chú vay một con trâu và một đàn gà. Với trâu và gà, nếu chú biết chăm chỉ làm ăn thì số sẽ khấm khá lên thôi. Chả mấy mà thành công. Ôi, đội ơn anh chị, nhất định em sẽ làm ăn tử tế, trả nợ anh chị cả vốn lẫn lời. Tất cả là thật, không phải mơ. Số mình thế mà hên, từ nay thì khỏi phải đi chăn trâu cho lão phú ông rồi. Nhân vận may hiếm có này, mình phải thịt con gà béo này để ăn mừng mới được. Gà này ngày một gầy, càng nuôi càng gầy, lại mất giá mất. Mà gà nuôi cũng để ăn, đang đói, ăn luôn cho nhanh. Kha kha, giờ thì còn ai sướng bằng ta, ngày nào cũng có gà để ăn. Chết rồi, mấy ngày nay quên không cho con trâu ăn, không biết có sao không nữa. Cái gì thế này? Mới có một tuần không ăn mà mày đã... Chắc phải bán trâu thôi, xem vớt vát được đồng nào. Ôi, đói quá, nhà hết cái ăn rồi, giờ trâu cũng không còn, gà cũng hết, tiền bán trâu ăn được mấy bữa chả bỏ. Đói chả có gì bỏ bụng làm sao đây, chắc muối mặt sang nhờ anh hai giúp nữa thôi. Thế là sao? Trâu gà đâu hết rồi chú Năm? Em mấy hôm đói quá, em làm thịt mấy con gà ăn tạm, rồi thì mới có mấy hôm quên cho trâu ăn mà nó đã... Giờ em đói quá. Đến nước này thì chú không thể đổ lỗi cho số phận được rồi. Chú đã có một con trâu, một đàn gà. Nếu chăm chỉ ra, tới giờ đã sắp có trứng gà bán rồi, rồi ít nữa có cả ngé con. Tôi đã giúp chú cái cần câu, vậy mà chú vẫn ỷ lại, lười biếng hết thuốc chữa. Xin lỗi chú, chúng tôi có giúp chú thế nào cũng vô nghĩa mà thôi. Chú về đi. Anh ơi, sao lại thế chứ? Mật khẩu. Được rồi đấy anh.
cảm ơn em đã đến với anh. Đến giờ anh vẫn cứ ngỡ mình đang mơ cơ đấy. Mai này dù có ra sao, chúng mình cũng không bao giờ xa nhau anh nhé. Nào vợ yêu, vợ ngồi nghỉ đi, để anh rửa bát nào. Dạ, cảm ơn chồng. Anh ơi, mật khẩu máy tính của anh là gì thế? Từ mật khẩu máy tính, điện thoại đến mã pin ATM, anh đều lấy ngày sinh nhật của em đấy. Ôi, mẹ đã dặn là chơi cẩn thận rồi mà. Ngoan nào. Giờ con ngồi yên ở đây nha, để mẹ nấu cơm. Thôi chết, cháy mất rồi. Sao giờ này chồng còn chưa về? Mà chập này hay về muộn thế? Thuê bao quý khách vừa gọi, không liên lạc được. Em, sao giờ này em còn chưa ăn cơm? Anh đi đâu, không ăn cơm nhà cũng chẳng báo. À, điện thoại anh hết pin, anh xin lỗi. Sao dạo này anh hay về muộn vậy? À, tại công việc mà, chập này anh phải đi tiếp khách nhiều thôi. Anh vào tắm đây, em ăn cơm đi nhé. Hôm nay anh đi ngủ sớm, mấy hôm mất ngủ quá. Ủa? Chồng mình mới mua chiếc nhẫn này, sao mình không biết? Sao chiếc nhẫn lại khắc chữ tờ? Chẳng lẽ... Thay mật khẩu máy tính rồi. Thảo nào giờ mật khẩu hẳn là ngày sinh nhật của một cô gái nào đó. Cũng không được. Vậy là anh ấy đã thay đổi toàn bộ mật khẩu từ máy tính đến điện thoại rồi. Đúng là anh ấy đã có người khác. Đã từ lâu rồi mình bỏ bê bản thân. Đến phấn son cũng hết hạn sử dụng mà không để ý. Có lẽ anh ấy đã chán mình rồi. Là gì đây? Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cô Tùng sao? Hóa ra, mấy tuần nay em ghen với con. Chiếc nhẫn khắc chữ tờ cũng là chữ đầu tiên tên Tùng, con chúng ta. My à, rõ là mày chả ra sao. Vợ chồng có gì chưa hiểu thì cũng phải hỏi han nhau chứ. Sao lại sống mà cứ hồ nghi nhau thì khổ lắm đấy. Sao em lại khóc? Có chuyện gì à? Em thật hạnh phúc khi anh nắm chặt tay em. Chúng mình cùng vượt qua những khó khăn anh nhé. Đã có chuyện gì vậy em? Dạ không có gì. Chỉ là lâu rồi em chưa ôm anh thôi mà. Cây hoa kỳ diệu. Ngày xưa ngày xưa, ở một đất nước nọ, có nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Để tránh cho đất nước thoát khỏi nạn binh đao, vua cha buộc phải gả nàng cho nhà vua nước láng giềng. Nếu cứ sống mãi cuộc sống trong cung cấm nhàm chán với một cuộc hôn nhân ép buộc như thế này, ta sẽ chẳng khác gì chiếc bóng vật vờ ngày qua ngày. Chỉ bằng ta bí mật bỏ trốn, không để ai biết được. Sẽ trốn vào chiếc thùng kia, rồi theo dòng kênh ra ngoài thành. Ôi, chiếc thùng ở đâu trôi tới thế này chứ? Trời ơi, một cô gái bên trong chiếc thùng ư?
Anh chắc là người sống ở đây. Vâng, tôi làm nghề hái lá thuốc, sống ngay chân núi này. Nơi đây là vùng núi hoang sơ, dân cư rất thưa thớt. Còn cô từ đâu tới? Chuyện là thế này. Ra là vậy. Cô hãy cứ ở tạm nơi này một thời gian đi. Chỗ này vắng vẻ lắm, chắc sẽ tránh được quan quân tìm kiếm. Ôi, vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh nhiều lắm. Vậy là cô gái ở lại vùng núi hoang sinh sống để tránh tai mắt của nhà vua. Ngày qua ngày, cô gái và chàng trai dần cảm mến nhau. Họ trở thành vợ chồng, nương tựa vào nhau sống qua ngày. Các ngươi là một lũ vô dụng, có một đứa con gái mà cũng không tìm được. Đã thế thì chính ta sẽ đích thân đi tìm, đừng có mơ thoát được khỏi tay ta. Đã đến lúc phải sử dụng tà thuật rồi. Vậy là mùa đông đã về rồi. Mai là đúng phiên chợ, ta sẽ tìm mua cho nàng một chiếc áo thật ấm nha. Chàng không cần phải mua áo làm gì đâu. Đường xá xa xôi, chàng đi lại cho vất vả ra. Lạnh như thế này thì vẫn chịu được mà. Giờ mới là đầu mùa đông, vẫn chưa tới lúc rét cắt da cắt thịt đâu. Ngày mai nàng cứ ở nhà chờ ta, ta sẽ mua áo ấm cho nàng. Này ông, tôi muốn mua một chiếc áo ấm cho vợ tôi. Cậu hãy lấy chiếc áo lông này, vợ cậu mặc sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp. Chiếc áo này đẹp và ấm quá, vợ tôi sẽ rất thích cho mà xem. Ta đã mua được áo cho nàng rồi đây. Nàng hãy xem chiếc áo ấm chưa này, để ta khoác thử cho nàng xem. Chà, thật là ấm quá. Chàng thật là, ai đời lại mặc áo đàn bà bao giờ. Cuối cùng ta cũng tìm ra nàng rồi. Xin ngài đừng hại chàng ấy, tôi sẽ theo ngài về cung ngay lập tức. Có thể chứ? Hắn đã bắt ta trở lại đây, làm sao ta có thể cứu được chàng bây giờ? Nàng ơi, là ta đây. Sao chàng lại ra được đây thế này? Do tên lính canh quên đút cửa lồng nên ta thoát được ra ngoài. Bây giờ chúng ta phải tìm cách để ra khỏi đây thôi. Nhưng chẳng nhẽ chàng sẽ sống trong lớp chuột suốt đời ư? Không, ta có cách để lão vua biến ta trở lại như cũ. Nàng hãy ra vườn, hái cây hoa trắng rễ đỏ về đây. Bông hoa nàng hãy giữ lại, còn rễ cây đem sắc nước cho hắn uống đi. Dạ được, thiếp sẽ làm theo lời chàng dặn. Nàng tự tay pha trà cho ta ư? Dạ vâng. Bệ hạ hãy uống thử xem trà thiếp pha có ngon không. Hẳn là nàng đã hồi tâm chuyển ý, chấp thuận làm vợ ta. Nàng hãy mau bứt một cánh hoa đi. Ruột gan ta sao bỗng dưng như có lửa đốt. Ông hãy mau hóa phép cho chồng ta trở lại như xưa, rồi ta sẽ đưa cho ông thuốc giải. Các người dám lừa ta ư? Bọn nhảy rành to gan, ta sẽ cho xử trảm các ngươi. Đau quá. Thôi được, mau đưa ta thuốc giải, ta sẽ làm theo ý của cô. Đàn hãy đưa cho lão ta ngậm cánh hoa vừa bứt, cơn đau sẽ hết. Các ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta. Ông đừng có trở mặt hại người thêm một lần nào nữa. Ông đã uống chén trà pha từ một loại rễ cây độc dược rồi. Rễ cây đã cắm chặt vào bụng của ông, nên chỉ cần ta bứt một cánh hoa nữa, ông sẽ cảm thấy đau đớn như có lửa đốt bên trong. Giờ thì hãy thả hai vợ chồng ta ra đi. Ngươi Vậy là lão vua độc ác
không còn cách nào khác phải để hai người rời đi. Về phần chàng trai và cô gái, họ trở về với vùng núi khi xưa, sống những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc. Giọt sương mai trên mái đầu của mẹ. Anh nói đi, những sợi tóc này là của ai mà lại suốt ngày vương lên áo của anh thế? Thật sự là anh cũng không biết những sợi tóc này từ đâu mà có. Rõ ràng chỉ có em là người duy nhất dựa vào vai anh thôi mà. Chỉ có tôi dựa vào vai anh ư? Anh cũng biết là từ xưa đến giờ tôi luôn luôn để tóc ngắn, có bao giờ để tóc dài như thế này đâu. Giờ thì tôi thật sự hết kiên nhẫn với anh rồi đấy. Anh đã làm gì lén lút sau lưng tôi đúng không? Anh... Con ơi, làm sao mà lại uống say đến nỗi này hả con? Mẹ cứ mặc kệ con. Sao mẹ dậy sớm thế? Trời mùa đông mà mẹ lại hái sớm vậy thì buốt hết tay, sương xuống nhiều lắm. Con tỉnh rồi đấy hả? Thì mẹ phải hái sớm mới kịp ra chợ chứ. Lần sau con đừng có uống say quá như thế nhé. Mẹ nấu cháo rồi đó, con vào ăn đi cho lại sức. À này, mẹ bảo, hôm qua mẹ đi chợ thấy có cái áo đẹp quá, mẹ mua để con tặng cho cái Lan. Mẹ để ngay trên giường đó, con xem có đẹp không nhé. Cháu chào bác ạ. Sao bác hái rau sớm quá thế này? Sương xuống nhiều, độc hại lắm bác ơi. Bác làm quen rồi mà. Này, hôm qua hai đứa giận nhau đấy hả? Bác thấy nó uống say lắm. Vào nhà đi, nó đang ở trong nhà đấy con. Hôm qua, chúng cháu có chút hiểu lầm bác ạ. Là tại cháu cả. Nên hôm nay, cháu mới tới đây sớm này bác. Khổ thân, lạnh thế này mà cháu qua rõ sớm. Chắc là chưa kịp ăn sáng đâu đúng không? Bác nấu nồi cháo nóng ở trên bếp đấy. Vào lấy ăn cho ấm bụng nhé, đừng có ngại. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Thực sự anh không cần phải nói gì đâu. Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Em tin anh không phải là một người như vậy. Đừng, em đừng vội hiểu lầm. Áo này mẹ mua tặng em đấy. Thật thế sao anh? Hoàng ơi, lấy cháo lên hai đứa ăn đi cho nóng nhé. Không phải chờ mẹ đâu, lát mẹ vào ăn sao? Vâng ạ. Cháo mẹ nấu ngon quá anh nhỉ. Em ăn tới đâu thấy ấm bụng tới đó. Yên tâm, sau này làm con dâu của mẹ thì em tha hồ mà ăn nhé. Sao vậy em? Có sợi tóc trong cháo à em? Chắc khi mẹ nấu lỡ để rơi vào. Để anh lấy cái bát khác cho em. Dạ không cần đâu anh à. Hoàng ơi, ra đỡ hộ mẹ cái này. Nhanh lên nhé. Vâng ạ. Đợi anh tí nha. Ủa, sao con Lan nó vừa đến đã về vậy con? Hai đứa đã ăn cháo chưa? Con cũng không biết nữa mẹ ơi. Cô ấy vừa mới đây mà, vừa ăn cháo cùng con xong. Lúc nãy Lan ăn cháo thấy sợi tóc trong cháo. Có khi nào... Chắc không phải vì sợi tóc mà con bé bỏ về đâu con. Chả hiểu sao càng ngày mẹ càng hay bất cẩn vậy á. Cháu về rồi đây ạ. Cứ tưởng cháu có gì phật lòng mà đi về chứ. Ôi, đâu có ạ. Cháu ăn cháo xong rồi. Nhân lúc đợi anh với bác làm việc ngoài vườn, cháu đã đi dạo được một vòng ngoài chợ rồi đấy bác ạ. Chợ buổi sáng không khí nhộn nhịp quá. Vậy mà anh cứ tưởng em lại giận anh nữa chứ. Bác ơi, cháu có cái này tặng bác. Bác xem này. Chiếc cặp tóc đẹp quá. Cảm ơn cháu. Bác ơi, ăn bát cháo bác nấu có sợi tóc, cháu mới hiểu ra rằng những sợi tóc mà cháu thấy trên áo của anh Hoàng chính là tóc của bác. Cháu đã hiểu lầm anh ấy. Phụ nữ bước vào tuổi trung niên chịu nhiều sương gió nên tóc thường rụng nhiều. Có đúng vậy không hả bác sĩ Hoàng? Mẹ ơi, nhờ có Lan mà con thấy bấy lâu con vô tâm quá.
mái tóc mẹ vì con mà chịu bao sương gió. Vậy mà con vẫn luôn làm mẹ phải lo lắng. Bây giờ thì mẹ thấy con trai của mẹ lớn thật rồi đây. Bác ơi, bác xem con mặc áo bác tặng đẹp chưa này? Đẹp quá, thật may là bác chọn vừa với con. Trông em cứ như công chúa vậy. Con cảm ơn bác nhiều, nhưng đẹp nhất vẫn là mái tóc pha sương của bác đấy ạ. Gái ế tìm chồng. Chúc mừng bà nha, Tân tiến sĩ. Chúc mừng con gái. Đầu năm lấy bằng, cuối năm lấy chồng nha bà. Cái ông này vô duyên quá. Cháu xin lỗi ạ. Cháu nói đúng đó. Các cháu có mối nào thì giới thiệu cho cái Hường với. Nó cứ mãi bằng này bằng nọ rồi ế. Mấy năm nữa đã gần 50, sinh nở gì được nữa. Dạ, chúng cháu cũng giới thiệu nhiều rồi. Tại Hường kén quá đấy bác ạ. Thôi, mọi người kỳ quá. Chuyện của con sẽ tự lo được. Trung tâm mai mối Thanh Tân. Tôi muốn đăng ký tìm bạn đời. Dạ, vậy chị cho xin thông tin tên tuổi, trình độ học vấn cùng nghề nghiệp ạ. Tên của tôi là Thu Hường, 40 tuổi, là tiến sĩ hóa thực phẩm và hiện đang làm giảng viên đại học. Vâng, vậy chị có những yêu cầu mong muốn gì về một nửa của mình không ạ? Người đàng hoàng, gia đình căn bản, có trình độ là được. Có hai anh này, chị xem thử có hợp không ạ? Số 1 là thạc sĩ 45 tuổi, đã quá vợ của hai con. Số 2 là phó giáo sư, chưa vợ, 62 tuổi. Vậy à, có người nào chưa vợ con cũng không quá già không vậy? Dạ, hiện người như thế hơi khó tìm ạ. Hơn nữa với yêu cầu cao của chị, chắc cũng không dễ tìm được đối tượng thích hợp ngay đâu. Sắp tới, nếu tìm được người phù hợp hơn, trung tâm sẽ báo cho chị biết ạ. Alo, chào chị, tôi gọi đến từ trung tâm mai mối Thanh Tân ạ. Dạ vâng, chào anh. Sau khi ảnh của chị đưa lên, nhiều người quan tâm lắm. Nhưng khi biết học vấn của chị thì họ lại ngại chị ạ. Vậy sao? Để có nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc hơn, mình hạ trình độ học vấn của mình xuống có được không chị? Có con gái như quả bom nổ chậm, nó mãi không chịu lấy chồng, người ta lại bảo nhà này vô phúc. Vậy cũng được đi. Một thời gian sau. Hường xinh hơn cả trong ảnh mà tôi thấy ở trung tâm, mà không phải các cô gái vẫn thích uống sinh tố cho đẹp da. Sao Hường lại chọn cà phê vậy? Đó là thói quen mỗi khi tôi phải thức khuya làm đồ án đó mà. Đồ án? Ý tôi là làm đồ ăn mang đi làm đó mà. Còn tôi uống cà phê là để tỉnh táo, lái taxi cho an toàn. Mà tôi chưa biết gì về công việc của Hường hết. Trung tâm chỉ nói Hường cũng là lao động phổ thông như tôi. Tôi làm ở... Trời ơi! Cướp! Gì ra? Muốn chết à? Trả đồ lại cho người ta mau lên! Đồ chết này! Trời đất ơi! Bị thương rồi! Dạ, cảm ơn anh. Mày nhờ có anh, túi sách của tôi mới... Lần sau chị phải cẩn thận. Anh thật là liều lĩnh quá. Ôi, cẩn thận sàn trơn trượt đó cô. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Giảng viên mới hả chị? Nghe đâu giỏi lắm, học tới tiến sĩ lận mà vẫn chưa chồng con gì hết á. Ôi, chắc kén quá, học vị cao thế cơ mà. Thì đó, cứ học hành rồi kén chọn, giờ thì cao không tới, thấp không qua. Ê là phải, phụ nữ thì chỉ cần tháo vát khéo chăm chồng con, học cao làm gì? Thì đó.
Nè, nay tôi về sớm chút, chả là cháu nó ra mắt bạn gái chị ạ. Rõ khổ, mãi kiếm tiền nuôi các em ăn học, hơn 40 tuổi rồi mà vẫn chưa có ai nâng khăn sữa túi. Chúc mừng chị nha, gớm, cứ mong mãi. Cứ để tôi quét dọn nốt cho ha. Em hồi hộp quá, sợ mẹ chê em thì... Mẹ hiền lắm, em đừng lo. Hai đứa về muộn thế, cơm canh nguội hết rồi kìa. Hôm nay bác Tài bị tắc đường à? Cháu chào bác ạ. Cô... Nhiều món ngon thế này, đầu bếp mẹ làm khó con dâu tương lai rồi. Bác nấu khéo quá, sau này bác dạy cháu nấu ăn nha bác. Tôi không dám. Kìa mẹ. Chị làm nghề gì nhỉ? Dạ cháu là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng chắc học cao lắm nhỉ? Đâu có mẹ, mày cũng chỉ tốt nghiệp phổ thông như con thôi ạ. Nói dối. Cháu. Cô còn giải thích gì nữa? Cô nói dối là học hết phổ thông, rõ là định trêu đùa con tôi. Đường đường là một tiến sĩ, lại làm giảng viên đại học thì hẹn hò với nó làm gì? Nó tuy chỉ lái xe taxi, nhưng mà là người đàng hoàng, tử tế. Kìa mẹ, Hường không phải người như vậy. Mẹ nghe Hường nói rõ đi đã. Cháu xin lỗi bác. Em xin lỗi anh Hoàng. Những gì mẹ anh nói đều đúng. Có điều em không có ý lừa dối, cũng không định trêu đùa tình cảm với anh. Đối với em, tình yêu nào có phân biệt về nghề nghiệp, trình độ đâu anh. Vậy em đúng như những gì mẹ anh nói hả? Anh Hoàng à, em mọi thứ chỉ là em định khi thích hợp sẽ nói sự thật với anh mà. Con thấy chưa, nếu không phải mẹ làm tạp vụ ở trường đại học mà cô ta dạy á, thì chúng ta còn bị lừa dối nữa đó. Em về đi, ngay lúc này anh không muốn nghe thêm gì nữa. Một tháng sau. Hôm nay là buổi cuối tôi còn giảng dạy ở đây, mong các bạn hãy học tập nghiêm túc và chăm chỉ. Sao vậy? Cô mới về được vài tháng mà. Tổng hợp các hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học quý. Những thứ quý giá thì phải giữ gìn, đúng không cô? Anh không giận em sao? Thật ra anh đã từng thi đỗ vào ngôi trường này, nhưng gánh nặng gia đình khiến việc học hành dang dở. Em giúp anh nha, anh nhất định sẽ xứng đáng với cô giáo tiến sĩ. Anh này, không, em không được trêu cô đâu nha. Cảm ơn cuộc đời, dù muộn màng nhưng đã để ta tìm thấy nhau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.